năm 2019 tại khu đô thị Gold City, trung tâm thương mại được Goldmart chính thức khai trương. Công tác chuẩn bị khẩn trương, chu đáo. The Goldmart, một trong những trung tâm thương mại đầu tiên của thành phố Đồng Xoài, với quy mô 3 tầng và diện tích gần 4.000 m², thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi theo chuẩn quốc tế, nơi với những thương hiệu nổi tiếng, nơi kết nối thương hiệu của bạn với người dùng hiệu quả nhất.